lòng tôi rống ra. Nhìn hứa bi như bọt bèo, trong qua gian pháp lao sao vô cùng diệt sanh. Tôi hoác nhiên nó nu qua cười, xin các bạn nhìn luôn chúng. Hôm nay như thường lệ vào sáng chủ nhật nay là ngày 15 tháng 10 năm 2000, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta tiếp tục học giáo lý Phật. Chúng ta đang học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tới kỳ thứ 6. Xin lỗi đại chúng là hổm dài tắt tiếng tới tháng rưỡi rồi đó ha, mà không hết. Thế thì bây giờ nói nghe cỡ nào là cứ để y lên như vậy, ráng mà nghe cho nó tắt tiếng tới bây giờ nó chưa hết đấy. Hôm nay là kỳ thứ 6 tiếp bữa trước. Rất kịp tiếp bữa trước rồi thì tôi xin để ý coi có gì đây, có bài thơ gì đây. Bài thơ của Minh Văn: có thật chăng rừng Ta La sông Thọ rộng viên dung vô số ức con người, cửa thập đoàn ý nghĩa ý nghĩ tự nơi nơi đến để nghe Phật nói lời pháp cuối. Người chỉ rõ đâu là viền là mối, giảng pháp có không mà mê tối mà ra trăng rằm sáng nhận rõ đó là tâm. Kính trình lên. Đây đã là thơ. Thơ cũng cũng có tương quan với kinh Niết Bàn. Thì đây nói rằng là có thật chăng ở rừng Ta La sông Thọ. Cái này hôm tôi nói rồi, có cũng được, không có cũng được. Có những cái mình nghe để mình có cái khái niệm, cái chỗ mình nương tựa tâm hồn,
Còn cái rừng đó thì giờ nó có đi nữa, bây giờ nó cũng còn gì. Cho nên cái việc đó thì để chúng để ý cái đó đó, không có gì quan trọng hết á. Vấn đề là Phật dạy cái gì, rồi mình nghe rồi mình tiếp thu cái gì, rồi mình ứng dụng trong cuộc sống mình những điểm nào nó có lợi, thì dầu cho không phải là kinh Đại Bát Niết Bàn, dầu đó là loại sách học làm người, dầu đó là cái loại sách gì đó của thế gian mà người ta viết, là mà mình biết sử dụng, mình ứng dụng thích hợp trong đời sống đều có lợi hết. Mình học Phật thì mình phải rộng cái tấm lòng của mình ra. Cho nên là hay cái nào có chân lý ứng dụng trong cuộc sống mà có lợi ích, thì dầu lời nói của ai cũng là lời nói Phật hết. Bởi vì Phật là gì? Là lời nói của người có trí tuệ, có giác ngộ. Thì cái người của ngoại đạo nào đó gọi là ngoại đạo ha, nhưng mà người ta nói trúng chân lý thì là do cái đạo đó, cái tên cái đạo đó nó khác hơn cái đạo Phật của mình, nhưng mà người đó không phải là ngoại đạo mà là cùng là đạo Phật đấy, vì người ta nói đúng chân lý mà. Còn tất nhiên là những cái nào mà không đúng chân lý thì không phải đạo Phật. Bây giờ ta tiếp tục học tới cái phái đoàn thứ tư là Ưu Bà Tắc. Thành viên của đoàn Ưu Bà Tắc đông hai hàng xa. Đây, đó là cái chữ đó, là vấn đề đây nè. Cái vấn đề của câu hỏi này là đặt câu hỏi tại cái bài thơ vừa nói là: có thật chân rừng ta la sông thọ, lấn vô hỏi là đúng vậy đó. Cái rừng đó nó ở đâu, diện tích nó bao nhiêu mà đây là cả hai, bằng hai số cát của hai sông Hằng đó. Vấn đề là đặt câu hỏi đó để mà tìm hiểu cái đó. Thế thì tất cả chúng ta nên để ý mà tìm hiểu cái đó. Và cái đó thì trong cái bài này tôi đã có viết rồi, tôi đã có giải thích về cái phần thâm nghĩa đó. Đây là nói về cái tầm cỡ. Cái giáo lý này nói tại rừng Ta La Sông Thọ, nhưng mà nói là nói cái tầm cỡ vũ trụ pháp giới nhất chân, chứ không phải nói cho một số người có mặt ở Ta La Sông Thọ. Ở Ta La Sông Thọ không có cái đất, không có cái chỗ mà để cho cái số người này tới đó để giữ mà nghe Phật nói hoặc là cúng dường Phật gì đâu. Mà đây là Phật lấy cái Ta La Sông Thọ, nhưng mà sự thật là dạy cho đại chúng biết rằng là cái vấn đề mà Đức Phật hoạt động ở trong cái cõi đời này đó là cái tầm cỡ giáo dục cho cả vũ trụ, cả mười phương vũ trụ, mười phương thế giới, chứ không phải là chỉ nhân dân Ấn Độ, cũng không phải là chỉ nhân dân cái quả địa cầu. Mà cho tới ngày nay mấy ngàn năm dân số phát triển vậy đó mà mới có mấy tỷ người, thế thì làm sao mà có cái số dự tính mà nó ở đây là nó bằng hai hàng xa, còn nhiều đoàn khác nữa còn đông hơn nữa, thì làm sao mà nghe được. Mà muốn nghe được cái đó là đây là Phật cho biết rằng đây là ngài nói với cái tầm vóc ha, là giáo hóa cả vũ trụ. Con người cả vũ trụ, chúng sanh cả vũ trụ. Cũng như lúc mà tôi giảng Kinh Di Đà mà Kinh Di Đà có câu á: hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quản trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thật ngôn. Hằng hà sa số chư Phật trong mười phương mà đều nghĩa là dùng cái tướng lưỡi rộng dài, trường thiệt tướng, quảng trường thì tướng là tướng lưỡi rộng dài dài, mà nói lời thành thật rằng các vị chúng sanh đều nên tin cái kinh A Di Đà này. Cái kinh này gọi là cái kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, nên tin cái kinh này.
Người nào nghe được, hiểu được, tin được, hành được, sống theo cái kinh này, cái giáo lý của kinh này là người đó có được, nghĩa là hiện đời được vãng sanh ở nước Cực Lạc. Và hiện đời mà được vãng sanh Cực Lạc thì tất nhiên là đương lai dài dài cái nhân đó vẫn là cái người ở được, được vãng sanh nước Cực Lạc. Thế thì cái tước lễ rộng dài đó có nghĩa là cái lời nói này, lời nói có giá trị, nó trùm khắp cả Đông Tây Nam Bắc Tứ Duy Thượng Hạ. Cái chân lý của chư Phật nói, khen, dạy, tán thán đây, nó có cái giá trị trùm khắp cả mười phương pháp giới, không chưa một chỗ nào cả, không ngoại trừ một chỗ nào trong cái vũ trụ này. Cho nên gọi là quảng trường thiệt tướng, cái tướng lữ rộng dài là cái ý vậy. Chứ còn nếu mà hàng ngàn sa số chư Phật mỗi ông đã đông rồi mà le cái lưỡi mà nó trùm cả 3.000 đại thiên thế giới như vậy thì nghe là lưỡi và lưỡi nó đụng nhau vậy nè, rồi ông nào biết lưỡi của ông nào, rồi ông nào nói. Cho nên mình phải hiểu cái kiểu cái thâm nghĩa của kinh, chứ bằng không là hiểu nó ngu chết. Chưa học Phật thì ngu ít, học vài bộ kinh, thêm vài ba bộ kinh thì ngu thêm vài ba cục nữa, vài ba cục ngu nữa, nó vô đầu á. Cho nên để ý là để ý cái đoạn đó. Nghe kinh mà không hiểu được cái thâm nghĩa, cái mật nghĩa, cái quyền nghĩa, cái vi diệu pháp của kinh á, thì mình học càng lỗ lã thiệt thòi, không trí huệ hơn, không khôn hơn, mà nó sám vô trong đầu mình một từng cục mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường hơn, thì mình lỗ lã hơn. Họ là những vị đoàn toàn phần ưu bà tắc, họ trì ngũ giới không sức mẻ, đầy đủ quan nghi kiến giải sâu rộng, thường tư duy quán chiếu chánh pháp, thâm nhập đại thừa. Đứng đầu là Quay Đức Ưu Bà Tắc, Hiện Đức Ưu Bà Tắc, vân vân. Nhân đây thì tôi nhắc lại Phật tử trong chúng, trong cái giảng đường này mình để ý tất cả các vị, từ các vị tu sĩ xuất gia đó, thì đều gọi là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di hết đấy. Ưu Bà Tắc tức là người nam mà thọ trì tam quy ngũ giới, tu hành chân chính, không có sai phạm, thì ta gọi đó là Ưu Bà Tắc. Còn cái người nữ mà thọ trì tam quy ngũ giới mà tu hành chân chính thì ta gọi đó là Ưu Bà Di. Ưu Bà Tắc thì dịch là, Trung Hoa dịch là cận sự nam. Phạn âm á, dịch âm cái tiếng Phạn thì gọi là Ưu Bà Tắc. Dịch nghĩa nó ra là cận sự nam, tức là cái người nam, cái người thiện nam, có cái tâm lành, người nam có tâm lành, gần gũi phục vụ tam bảo và thọ trì chánh pháp. Nhưng mà thọ trì chánh pháp, đây là cái pháp này là pháp nhân thừa, là tam quy và ngũ giới thôi. Còn người nữ thì gọi là Ưu Bà Di, thì dịch là cận sự nữ, là người nữ có tâm lành, gần gũi tâm bảo, quy y thọ trì tam quy ngũ giới trọn lành, trọn đủ. Đó là cái người, gọi là cái người nữ, gọi là người Ưu Bà Di. Thì ở trong cái số Ưu Bà Tắc thì Ưu Bà Di này nè, quy tâm bảo thì các vị biết rồi, ngũ giới thì tôi tin rằng ở đây ai cũng thuộc. Chỉ có cái điều là tôi muốn nhắc là cái Ưu Bà Tắc đó, nó có cái người mà thọ trì mà trọn vẹn đó, ta gọi là toàn phần Ưu Bà Tắc. Còn có người năm giới mà người ta không có giữ được đủ năm giới, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, năm giới đó người ta không giữ trọn được,
vì nghề nghiệp, vì làm ăn, vì còn sinh hoạt ở trong cái cõi đời. Cho nên người ta có thể giữ ba giới, ta gọi là đa phần giới. Thậm chí có người ta giữ, ta nguyên giữ hai giới, ta gọi là thiểu phần ưu bà ta, thiểu phần giới. Còn người nào mà giữ tròn thì gọi là toàn phần ưu bà ta. Còn nữ thì gọi là ưu bà di, cũng toàn phần, hoặc là đa phần, hoặc là thiểu phần. Thế thì là cái công dụng mà của năm giới đó, mình khách quan mà nói, bình tâm mà nói đó, mà giữ trọn nó đó, giữ trọn năm giới đó, hoàn thành cái nhân thừa gọi là toàn phần ưu bà tắc hay là ưu bà di đó, đã là khó lắm rồi cơ. Khó lắm chứ không đơn giản đâu. Phải thành thật tận đáy lòng của mình thì nó không có dễ chút nào. Không có dễ chút nào. Mỗi ngày mình ăn, mình tiếp thu những cái ăn của mình đó, mà ăn qua sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Ở trong cõi đời này đó, mình ăn được, mình tiếp thu được cái sinh tố thì ít, mà tiếp thu cái độc tố thì nhiều hơn. Môi trường, hoàn cảnh, xã hội nó làm cho mình gặp những cái bất bình, bất mãn, những cái trái tai gai mắt nhiều hơn. Do vậy cho nên nội cái mà cái giới ưu bà tắc thôi, mà giữ bà tròn là quý lắm, là người có an lành hạnh phúc lắm cơ. Do vậy cho nên là tôi nhắc với đại chúng để ý, đừng có ham thọ giới nhiều. Nếu mà người nào đó mà hoàn cảnh của mình có thể giữ được năm giới là hết sức quý. Còn thọ nhiều không cần thiết đâu. Thọ nhiều khi mất công. Mất công kêu gọi, chùa chiền kêu gọi nhiều, rồi đi chùa nhiều. Mà đi chùa nhiều, nhiều khi nó đụng chạm nhiều, nó sanh ra bất bình, bất mãn, đau khổ nhiều. Có khi đi chùa nhiều mà không có phước. Đi để mà mình tiếp thu những cái độc tố qua, những cái bực bội ưu sầu qua, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Do vậy cho nên là phát nguyện thọ trì, nghĩa là giới ưu bà tắc mà toàn phần, hoặc là đa phần thôi. Thí dụ như bên Nam á, thì cái người mà đàng hoàng á, người ta cái giới uống rượu ta chưa giữ được, ta nói là cái đó chưa lãnh được. Chưa lãnh được nhưng mà tự nguyện rằng là bớt. Hồi trước thì uống một ngày 2 xị, bây giờ thì một ngày nghĩa là phần 4 xị, phần nửa xị, thí dụ vậy. Thế thì đã là quý rồi. Và giới uống rượu đối với người Nam là khó giữ. Còn như cái giới mà nói mà không thật á, thì trong cái ngành nghề buôn bán phải nói rằng hết sức là khó. Cái người phải thật sự can đảm mới dám làm người buôn bán mà không có nói dối. Người ta làm được việc đó, nhưng mà người đó phải hết sức can đảm và có thể chấp nhận không giàu. Nghĩa là giỏi lắm là đủ ấm no trong gia đình thôi. Bởi vì làm như vậy là khó lắm, khó giàu, không giàu được, chứ không nói khó gì đó. Có người buôn bán một cái áo, đem lại cái áo lại bán có 30 rồi mà dám nói 150. Thật sự là 150. Mà nếu không trả là mắng. Đảng sáng sao không trả? Nó trả 60. Cái áo gì trả không được phần nữa, giờ sao trả thêm tiếng nữa đi. Trả thêm tiếng nữa nói 65. Trả là có lên có 5.000 bạc cũng trả. Thế thì người ta quản mình trả thôi thì 60 á. Thế thì là coi như một là một. Còn có người lầm á, 150 là cỡ như tu gì là tu trả ít nhất là 120. Thế thôi thầy trả thêm tiếng nữa thầy. Nó thôi thì thêm chục nữa là được rồi. Thế là tôi đã dính nhựa rồi. Coi dính 7 rồi. Thầy á, tôi bán vốn ra nha, chứ người khác là không được đâu à. Người khác là ít lắm phải 140 à.
vậy. Cái kiểu như vậy thì mới khá được. Mà khá như vậy thì là cái giới Ba Tát của mình không được. Cho nên có người ta không giữ cái giới đó, ta không dám giữ, vì ta thấy lòng mình chưa làm chủ được cái tâm của mình, ta không giữ. Khó vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên trong năm giới đừng có xem thường cái người năm giới. Chính cái lý do đó cho nên là tôi thành thật giờ tôi nói đại chúng là bao nhiêu người mà đến với tôi để mà xin như là tôi độ cho tu hành đó mà, mà làm thế phát xuất gia này kia, tôi không cho. Tôi nay về năm giới rồi tôi thấy tu mệt lắm rồi, mà tu năm giới mà được là tốt lắm rồi. Phật mười phương chư Phật khen ngợi không phải dễ dàng đâu, đã có hạnh phúc lắm rồi. Còn cái chuyện mà đi học Phật mà cạo tóc mà xuất gia là phải nói khó lắm. Thọ sa di mười giới đã là khó vô cùng rồi. Còn nói chi mà thọ giới cả mấy trăm giới đó thì cái chuyện hết sức khó. Do vậy cho nên là theo tôi là tôi khuyên rằng là Phật tử là để ý năm giới ráng một phát huy để được các vị hưởng được cái an là cái hạnh phúc ở trên cõi đời. Mà từ năm giới đó các vị có thể thành hưởng cái phước báo của trời cũng có. Mà từ năm giới đó các vị hưởng phước báo của A-la-hán cũng có. Mà không cần đòi thêm cái gì nữa hết. Còn tu hành, còn người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia thật sự là gọi là sa di mười giới thôi. Mà mười giới đó mà đúng mức học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, dư sức thành cái ông A-la-hán, thậm chí dư sức làm cái ông Bồ-Tát, đừng có đòi thêm cái gì nữa hết. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là phát xuất từ cái lòng thành thật của tôi đó. Cho nên đặc biệt là vấn đề mà gọi là truyền giới tôi không bao giờ giữ. Ai truyền sẵn, ai dạy sẵn thì tôi giảng kinh học đạo cho mà nghe, tôi khuyến khích tu hành. Còn mà để mà truyền, để mà cho có đệ tử đó mà, để rồi sau rồi cứ là xử mà, xử đoán mà xử không tới đâu đâu á, xử không nghe không sợ, thế thì làm cái đó mệt lắm, tôi không làm. Bởi vì tôi thấy cái chỗ rất thực là năm giới đã là khó rồi, mười giới lại rất khó, còn nói chi hơn nữa. Đó là cái chỗ thành thật của tôi. Cái lý do mà ngày nay tôi mới nói cho các vị để ý là tại sao tôi không có đệ tử gì hết, là vì tôi thấy nó không có đơn giản tí nào. Còn mình đòi cái này kia nọ, tức là đòi mà chơi thì là không nên, không cần thiết. Có người thọ giới cao thì lại phiền não nhiều, vì thọ giới cao thì cứ theo thứ tự mà đòi phải ăn trên, ngồi phải ngồi trước. Cái người giới nhỏ phải phục vụ người nhiều giới, mà ai không phục vụ mình á thì là ta đi là Bồ Tát đi mà nó dám coi thường ta như thế hả? Thế thì đi chùa ai biết mình là Bồ Tát? Mà nếu mà ta không có mời mình kỹ lưỡng cái rồi mình nói mình là Bồ Tát, tại sao mấy người kia lại có thường ta? Thế thì vô tình mà mình gây cho mình một cái nguyên nhân đau khổ mà mọi người không ai hay ai biết gì hết. Cho nên thọ giới cũng tốt, cho tôi nói vậy không có nghĩa là tôi chê bai cái chuyện của tổ tổ tương truyền. Nhưng mà đều phải chú trọng cái thực hành, chứ không chú trọng những cái địa vị, cái cấp bậc, cái danh ngôn. Cho nên để ý chứ mà tắt ra vậy đó. Thiểu phần thọ hai giới cũng được, rồi toàn, rồi đa phần là thọ ba giới bốn giới cũng được, còn năm giới là gọi là toàn phần ưu bà tát. Thọ bao nhiêu đó là gia đình hạnh phúc, xã hội tốt tốt đẹp, bản thân mình có an lạc, có giải thoát thật sự. Nhưng mà nói là rất khó làm, không đơn giản tí nào. Ở đây có cái điều là họ thâm nhập Đại Thừa. Học các kinh khác á,
những cái kinh mà về luật tôn đó, thì người ta chú trọng là phát huy truyền giới cho những người thọ giới. Còn như học kinh Đại Bát Niết Bàn này á, thì ta chú trọng cái thừa. Cho nên sau này các vị học có những cái đoạn mà Phật dạy gọi là cái người đại thừa là thừa thì gấp, mà giới thì quẩn. Nếu các vị thọ giới nhiều mà các vị giữ giới tương đối là tốt, nhưng mà nếu mà cái tâm mà nó thuộc về thừa á, mà các vị không phát tâm đại thừa nổi á, thì cái giới các vị có trọn vẹn đi nữa, các vị cũng khó mà đến được cái đích đến cao tột là cái quả bồ đề và niết bàn vô thượng. Cho nên là kinh Đại Bát Niết Bàn là ta chú trọng thừa là gấp, cần phải nâng đỡ, phải bồi dưỡng, phải phát huy mạnh về thừa, tức là chúng tánh đại thừa. Còn như giới thì từ từ nghĩa là từ có cái chúng tánh đại thừa rồi là giới tự nó tăng dần dần lên, tự động nó tăng dần lên. Bởi vì chúng thiện mà phụng hành, chư ác mà mạt tác, thì tự nhiên là trong đó nó có giới. Các điều ác không làm, các điều thiện mà phát huy, tức là Bồ Tát hạnh đó mà, là đại thừa mà. Thì có được hai điều đó là cái giới, nghĩa là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất vân vân, tự nó có. Do vậy cho nên là kinh Đại Thừa người ta chú trọng thừa là cần phải tăng cường, phải bồi dưỡng, phải tích cực phát huy. Tôi gọi là giới gấp, gọi là thừa thì gấp. Còn giới là ta nói qua vậy thôi. Thành ra là cái hàng thanh văn á, tu cái giáo lý tiểu thừa là thanh văn là chú trọng giới. Tôi gọi là giới thì gấp, mà thừa thì quẩn. Mà giới gấp thừa quẩn tức là chú trọng về mặt phát huy giới, giữ gìn giới và tuyên truyền và giáo dục khắc khe về giới, mà không khuyến khích, không động viên, không phát huy được cái tư tưởng thừa, thì đó là Phật bị Phật quở. Mình không đi đến cái đỉnh cao của Bồ Đề Niết Bàn Vô Thượng được. Cho nên học kinh này á, là ta chú trọng đại thừa. Và phần nhiều là các cái đoàn ở trong này tới đây là đều là những người phát tâm đại thừa. Họ đều quán chiếu chánh pháp, họ thâm nhập đại thừa. Đứng đầu là các vị Bà Tát có tên đó. Nghĩ đến dịch trà tỳ nhục thân của Đức Phật, họ sắm sửa nhiều thứ, các thứ gỗ thơm, hương thơm, hương hoa tàn lộng, xe cộ mỗi mỗi trần thiết cực kỳ đẹp đẽ sang trọng. Họ cũng sắm sửa nhiều đồ ăn thức uống thượng vị hầu cúng dường Phật và chúng ta. Đến chỗ Phật cùng nhau một lòng thành kính tác bạch cúng dường. Chưa phải thời Đức Như Lai không hứa nhận, các vị buồn bã chấp tay cung kính lùi ngồi qua một phía. Đoàn thứ năm là Ưu Bà Di, thành viên của đoàn ba hàng xa người. Đấy, cái ý này cũng giống như ý này. Ở trên thì thành viên của đoàn là hai hàng xa người, ở đây là bằng cái số cát của ba sông Hàng. Họ là những người nữ thọ trì toàn phần ngũ giới, oai nghi đầy đủ, siêng tu chánh pháp, đứng đầu gương mẫu là có 84,000 người như là thọ Đức Ưu Bà Di, Đức Mẫu Ưu Bà Di, vân vân. Chúng Ưu Bà Di này thường quán chiếu tự thân, nhận thức được cái tính chân, tính chất tạm bợ, mong manh và bất tịnh của tự thân, sâu sắc chứng ngộ chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ của cuộc sống. Họ có quyết tâm viễn ly trần cấu, cầu chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Nay các bà sắm sửa rất nhiều phẩm vật, đồ ăn, thức uống, thượng vị, đem dâng cúng Phật và chúng ta. Đến chỗ Phật đồng kính lễ dưới chân Phật, phát bạch cúng dường. Chưa phải thời Như Lai không
hứa nhận tất cả buồn bã chắp tay cung kính nhiễu Phật trăm ngàn vòng rồi lui ngồi qua một phía. Thế thì là đoàn Ưu Bà Di mà hai cái là cộng lại, Ưu Bà Tát và Ưu Bà Di là bằng cái số cát của năm con sông Hàn. Thế thì chỗ đất ở đâu mà ngồi? Rồi an ninh, rồi trật tự, rồi cái chỗ đại tiểu tiện rồi này kia thì làm sao? Đấy. Phân tích mình phải nói vậy chứ. Thế thì nó không có thực tế. Vậy là cái chuyện này là nói xuống ư? Không, không phải nói xuống. Mà chính cái lời nói này để nói lên là cái giáo lý mà Đức Phật nói đây là cái tầm cỡ một Đức Phật mà mất đi đó, là coi như cái mặt trời cả cái thế giới lặn vậy. Cho nên cái sự mà buồn, cái sự thương, cái sự quý trọng, cái sự cung kính cúng dường đó, đây là tầm cỡ của vũ trụ, của mười phương. Cái sự thương tiếc này là sự thương tiếc của mười phương. Vì là một Đức Phật ra đời không phải là dễ gặp, dễ có. Mặt trời xuất hiện ở trong cõi đời không phải là có nhiều mặt trời được. Vì vậy cho nên là cái sự mất mát này, mất mát lớn của mười phương, của vũ trụ. Ý là nói vậy là để ý chỗ đó, chứ không là mình kẹt cái chỗ đó. Ở Bà Di Thường á, quán chiếu tự thân, nhận thức được cái tính chất tạm bợ mong manh và bất tịnh của tự thân, sâu sắc chứng ngộ cái chân lý. Cái người tu đạo là học đạo là phải vậy. Những người mới vào đạo, kể cả những người xuất gia, nó đúng là chưa có sâu sắc thấy được cái lợi ích của chân lý. Cho nên là học, là học, học lý thuyết, học danh ngôn, học lời lẽ suông, mà trong lúc đầu mình chưa ứng dụng được, mình không thấy nó hay. Trong đó có tôi cũng vậy thôi. Hồi còn nhỏ đó mà, học lý thuyết thuộc rồi, nhưng mà thật sự mình không thấy cái đó, không thấy sự bất tịnh của tự thân, cái sự mong manh tạm bợ của tự thân, không thấy được cái đó. Nhưng mà bây giờ đây là đối với, ví dụ như tôi giờ đó, không lúc nào là tôi không thấy cái sự mong manh tạm bợ bất tịnh của tự thân. Tự thân mình nó hành hạ mình dữ lắm cơ. Cái chữ bất tịnh là bất tịnh đó, đó là nó không có an. Về thân thì là nó hành hạ mình nhiều thứ. Còn về cái tham vọng và cái ước muốn là lẽ nếu mà mình không tự chủ, mình không sáng suốt, mình không có quán chiếu đó, thì nó hành hạ mình ghê gớm lắm. Tôi nói có những cái mà mình nói nghe nó rất đơn giản, mà nó thậm chí là nghe như nó tục tằn, tục tiểu, nhưng mà phải thấy cho được. Tôi thường nói là mình hàng ngày mà nếu không khéo, mình là chỉ phục vụ cho ăn mặc ở ngủ, còn một cái từ chót mà người ta ngại là nổi cái ỉa thôi nha. Có khi nó hành mình một cách kỳ quặc, hành ghê gớm vì cái ỉa, chứ đừng có nói cái gì nữa. Phải thấy cái nỗi khổ ở trong cả cái việc mà đi bỏ bao nhiêu tiền có đó, nó vẫn hành khổ mình à. Rồi còn trong cái việc mà ăn cũng vậy, ăn mà nói xin lỗi chứ người thường không có để ý. Chứ khi mà ta quán được cái vô thường, cái vô ngã, cái bất tịnh, cái khổ rồi đó, ăn mà mình nhai vô rồi, cái mình muốn nuốt rồi mà nuốt vô trọng rồi, nó còn kéo trở ra cái thứ gì dai dai đó, chẳng hạn như mít chẳng hạn, mít chiên nhai mà nuốt ngon rồi, nuốt vô này trong này nó kéo chằn trở ra, rau muống mình xào nó héo nó dai dai ăn ngon vậy, nuốt vô nó chằn trở ra. Bữa hôm nay tôi đi cái đám, tôi nghe nó có vị đó răng rụng hết trơn à, mà đi đói quá cái ta đem chè trôi nước, ta đem ta cho ăn, cái ổng đói quá ổng làm hơi 5-6 viên trôi nước mà răng không có, mà đói bụng mà ngon, mà sức thì sức mạnh, răng không có nhưng mà còn mạnh lắm, nuốt hơi 5-6 viên lát rồi cái rồi sao cái nó không đủ sức chịu,
có nó đưa ra nó là tôi về nó cằn nhằn tôi về nó trả ra hết. Răng nhai không đứt mà giờ nó đói bụng quá nuốt vô, nuốt thì nó đi, nhưng mà rồi không chịu, nó trả ra tôi về coi như là nếu mà ghép lại là còn từng viên siêu nước vậy đó. Cái người mà để ý mà ta thường tư duy quán chiếu, ta gọi là quán thế âm á, niệm quán thế âm là niệm cái đó. Phải tư duy quán chiếu từng nhất cử nhất động, từ cái ăn, từ cái ngủ, từng cái đi đại tiện tiểu tiện. Phải quán chiếu thấy mới thấy được cái vô ngã, cái vô thường, cái mong manh, cái tạm bợ. Do vậy mà tại sao những người chứng đạo mà ta không có đặt cái vấn đề sợ chết? Là tại vì người ta thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Mà vì đã là vô thường, thấy được nó rồi thì là vấn đề sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, cho nên người ta không có sợ. Và lại nữa mà khi mình lớn tuổi rồi là trong cái đi, cái đứng, cái ăn, cái uống, cái đi đại tiểu tiện nó hành hạ như thế, người ta không cần phải kéo dài nó đâu. Nếu nó cần chấm dứt thì cho nó chấm dứt. Cho nên cái người tu người ta không sợ là do cái chỗ đó, là do người ta thường tư duy, là quán chiếu cái thân này là bọt bèo, là mong manh, là tạm bợ, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, cho nên người ta không sợ. Còn như người thế gian thì xin lỗi, có người sợ ghê gớm lắm. Nói tới cái từ mà chết rồi coi như là cấm kỵ, ta gọi là nói gỡ, cấm trong nhà không được nói cái từ chết, dù là đã 80 rồi mà cũng không được nói cái từ đó. Thế thì cái đó là do không có học đạo. Những người đó, xin lỗi, nhìn bằng cái con mắt của người, cái thấy của người chứng đạo là đáng tội nghiệp và đáng thương xót. Tại vì không có tư duy, không có quán chiếu. Cho nên mình học, mình để ý cái đó rồi mình mới có được cái tự tại chứ. Các hàng A-la-hán, các vị Bồ-Tát Như Lai Tự Tôn là có cái tự tại chứ, người ta đâu có sợ, đâu có sợ hãi. Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố. Ta thành tựu, ta thấy được tất cả như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện rồi, là tâm người ta không có bị chướng ngại. Vì không có chướng ngại gì hết, không có chấp ngã, không có chấp pháp, không có sợ còn mất, nên hư, kể cả việc sống chết. Vì tâm không có trở ngại gì hết, không chướng ngại gì hết. Cho nên á, cái tâm người ta viễn ly điên đảo mộng tưởng, xa lìa tất cả những cái điên đảo do mộng, do tưởng mà các ngài được có được cứu cánh niết bàn. Mộng là những cái gì trong cánh chim bao không hề có trên con đời, vậy mà nằm chim bao thấy có. Tưởng là những cái gì ở trên thế gian này không hề thực, vậy mà người ta tưởng, người ta cho nó là thật. Xa lìa được cái mộng và xa lìa được cái tưởng, hai cái thứ điên đảo đó, thì con người đó có được niết bàn cứu cánh ở trên cõi đời này. Cái chữ đó nó hay như vậy đó. Cho nên là cái là ưu bà di người ta đã sâu sắc quán chiếu những cái bất tịnh của tự thân. Chứ bất tịnh mà tôi nói nó không phải là dơ bằng cái cách là bằng cái phấn là tiểu hay là đồ hôi hám. Chứ bất tịnh đây có nghĩa là bất an, bất ổn. Nó là cái ổ chứa nhóm các cái thứ độc trùng để nó tàn phá cuộc sống an lành của mình. Giống như là cái mục nhọt mà nó chứa di trùng để nó phá hoại cái cơ thể lành mạnh của mình, để cho mình phải đau khổ vậy. Người ta quán chiếu cái đó. Quyết tâm viễn ly tình cấu. Cái chữ viễn ly tôi thường nói đó, rất là quý. Mình muốn tu mình để hai chữ viễn ly, hàng ngày phải nhớ hai chữ viễn ly. Kể cả người thân ở trong nhà, bổn phận trách nhiệm làm cha làm mẹ là phải nuôi con cái. Cho nên người đó là bổn phận trách nhiệm vì mình tạo nó ra. Chồng với vợ,
là nó có gọi là tương quan, gọi là lương duyên. Lương duyên do túc đế mà gia ngẫu tự thiên thành. Thì bây giờ nó đã có như vậy rồi, thì đó là cái lối sống của cái loài động vật cao cấp là con người. Thì mình phải làm tròn cái tình nghĩa giữa người vợ người chồng, giữa cha mẹ và con cái. Ngược lại, vợ chồng phải có tương quan tương duyên, hỗ trợ giúp đỡ cho nhau. Con cái phải biết nghe lời cha mẹ, cha mẹ xây dựng giúp đỡ dạy dỗ, phải nghe lời, phải học hành, phải làm cho nên người. Lập thân hành đạo, dương danh như hậu thế, dị hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi trung giả. Là người con phải lập thân, phải hành đạo để rạng cái tên tuổi trên cõi đời, để rạng sáng cái danh cha mẹ, để cái sự tốt đẹp cho tổ tông. Thế thì là mọi người phải bồi dưỡng cho nhau như vậy. Nhưng mà nếu như không được, sẵn sàng viễn ly. À, cái từ viễn ly mà, ví dụ như ở thế gian người ta gọi là ly dị đó, là vợ chồng mà nếu thái quá là ta ly dị đó, là cái cấp thấp của cái chữ viễn ly này. Nhiều khi ly dị là ly dị ra rất đau khổ mà phải ly dị. Còn ở đây ta không phải, không có đau khổ nữa, mà tới cái giai đoạn này cần viễn ly. Thế là giữa con cái cũng vậy. Con cái mà không nghe lời cha mẹ, cá không ăn muối cá ương, con cái cha mẹ trong đường cứ cho con đi theo con đường của con, mà mình phải đủ sức viễn ly. Chứ không có áp dụng cái câu mà giọt máu đào mà hơn ao nước lã, câu đó không đúng đâu, không có chân lý đâu. Tất cả mọi người trên thế gian này đều là thân bằng quyến thuộc, đều là giọt nước mắt cùng măng, giọt máu cùng đỏ, mà mọi người có khả năng đều tốt như nhau. Có khi người không có được gọi là, không phải là giọt máu đào gì hết, mà người ta tốt với nhau còn hơn là những người trong cái gọi là tương quan tới chằng chịt họ hàng. Điều đó là điều có thật trên cõi đời này. Do vậy cho nên cái người học đạo là đối tôi là tôi quý cái chịu viễn ly. Tốt thì là thiện hữu tri thức với nhau. Còn nếu mà không tốt, thấy rằng là gần gũi những người đó mà gây ra cái nguyên nhân đau khổ, phải viễn ly thôi. Bất cứ giá nào phải viễn ly. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng nè, mình tu hành ta gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó mà. Còn trong cái tu hành thầy trò của mình đây thì ta gọi là nó có ba cái hạnh thiện tri thức. Một là đồng hạnh thiện tri thức, hai là ngoại hộ thiện tri thức, ba là giáo thọ thiện tri thức. Thiện tri thức tức là người bạn lành. Hồi nhỏ tôi học đọc chữ Nho, tôi học được cái câu gọi là kiết bằng. Tu thắng kỹ mà tợ ngã bất dư vô. Mình chơi với bạn thì cái người bạn đó phải hơn mình thì mình chơi mới có lợi. Còn người bạn đó mà nếu nó bằng như mình hoặc là thua mình giống như ta thì chẳng bằng là không có bạn. Thế thì là cái hồi đó đó tôi nghe cái câu đó, tôi cho rằng là có một phần được mà có một phần không được. Hồi nhỏ mà tôi đã có cái tính như là tư duy phân tích á, tôi cho phần không được, nhưng mà không có ai để giải bài cho mình hết. Nghĩa là cần có bạn, cần có thiện hữu tri thức. Nhưng mà theo quan niệm của các cái nhà nho học á, thì chơi người bạn phải hơn mình. Cho nên nếu như mình hay là thấp hơn mình là mình không chơi, không cần chơi. Thế thì nó ấm ức bao nhiêu năm trời. Tới chừng lớn lên rồi đi học Phật thì các cái ông tổ ở bên Phật thì lại nâng cái trình độ đó lên một phần, nó đi vào chân lý. Trong đó là tổ Quy Sơn. Tổ Quy Sơn làm cái tác phẩm, cái Băng Cảnh Sắc, có cái câu là viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu tập bạn, mà thời thời văn ư dị văn, cố văn sanh ngã giả phụ mẫu, mà thành ngã giả bằng hữu. Có nghĩa là cái bạn của người học đạo á, nó không có cái ích kỷ giống như cái bạn của nhà Nho. Nhà Nho đó là kết bạn là người bạn nó phải hơn mình, bằng mình nó thua mình là không, chẳng thà không có bạn.
Tôi hồi đó tôi đã từng phản đối trong lòng tôi mà không biết có ai. Tôi nói rằng nếu mà tôi bạn phải hơn tôi, còn bằng tôi hoặc dưới tôi là tôi không cần chơi với họ. Vậy thì cái người bạn của tôi lại nó ngu gì lại nó không lựa cái bạn hơn nó. Nếu tôi mà thua nó, tôi không chơi, nó thua tôi thì tôi không chơi nó. Thì bây giờ tôi thua cái người nào đó, người đó họ cũng không chơi với tôi. Thế thì trên này không ai chơi ai chơi. Cứ lựa hoài, không ai chơi ai chơi. Thế thì làm sao có bạn này? Cho nên là cái ý của nhà Nho, ta dạy mình chọn bạn mà chơi. Nhưng mà cái chọn bạn đó, cái trình độ của bằng tôi hoặc dưới tôi là tôi không cần chơi với họ. Vậy thì cái người bạn của tôi lại nó ngu gì lại nó không lựa cái bạn hơn nó. Nếu tôi mà thua nó, tôi không chơi, nó thua tôi thì tôi không chơi nó. Thì bây giờ tôi thua cái người đó họ cũng không chơi với tôi. Thế thì trên này không ai chơi ai chơi. Cứ lựa hoài, không ai chơi ai chơi. Thế thì làm sao có bạn này? Cho nên là cái ý của nhà Nho, ta dạy mình chọn bạn mà chơi. Nhưng mà cái chọn bạn đó, cái trình độ của người nhà Nho không bằng trình độ của người học Phật. Còn người học Phật như Tổ Quy Sơn, người ta nói rằng là nếu mà trên đời này mà cuộc đời này mà nếu mà gần gũi mà xa giao giảng lai thù tạc, đi đây đi đó, đi xa đi gần các bạn, cần có bạn lành. Cần có bạn lành. Bạn lành nó để mà nó làm cho mình được trong sạch lỗ tai, trong sạch con mắt, trong sạch cái trí não của mình. Tức là để nhờ người bạn lành mà nó làm, nó tạo cái điều kiện cho mình thấy những cái gì mà mình chưa thấy. Nó làm cho mình nghe được cái gì mà mình chưa được nghe. Nhờ người bạn lành nó làm cho mình biết những cái gì mà mình chưa được biết. Đó là nhờ người bạn lành. Nó làm cho trong sạch tai mắt, để thấy, nghe, ngửi, nếm xúc biết những cái gì mà mình chưa có thọ dụng được cái đó. Do vậy mà ta dẫn chứng là người xưa là người ta nói rằng là sanh ra ta là cha mẹ mà làm nên cho ta là bạn. Thế thì là cái người thiện hữu tri thức của đạo Phật đó mà. Một là giáo thọ thiện tri thức là hạng thầy của mình. Hai là đồng hạnh thiện tri thức là cái hạng ngang bằng đồng chí, đồng tâm, cùng chí hướng trên đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Ba là những người giúp đỡ trợ duyên cho mình, gọi đó là thiện tri thức, đó là người bạn. Còn những bạn mà không phải thiện tri thức á, thì giống như chứng đạo ca ta nói đó, thường độc hành, thường độc bộ, đắc giả mới đồng du niết bàn lộ. Còn bằng không thì điệu cổ thành thanh, phong tự cao mà mạo tụy cốt càn nhân bất cô. Ta phải diễn ly những người mà nó đem lại cái thấy, cái nghe, cái nhận thức của ta gây ra những cái đau khổ cho ta. Ta phải xa lắm người đó, ta phải diễn ly. Cho nên cái chữ diễn ly này nè, tôi có một cái ý chí từ lâu rồi, tôi rất là tâm đắc cái chữ hết sức đơn giản mà hay lắm. Ta phải đủ sức để làm chủ lục căn của ta, để ta nhận định người bạn nào là thể hữu tri thức, là lương bằng hả, để nó giúp ta thấy, nghe, biết những điều ta chưa nghe, chưa thấy, chưa biết. Còn những cái nào bạn lành, bạn nào mà nó làm cho ta có nguyên nhân đau khổ, trong đó kể cả thân bạn quyến thuộc, là ta cũng phải viễn ly thôi. Viễn ly đây không có nghĩa là ta thù hận, oán ghét gì họ, nhưng mà ta gọi là kính như viễn chi. Mình không thù hận làm gì, không quán ghét làm gì, nhưng mà cái người bạn đó không đem lại cho mình sự an lành của thấy, nghe, ngửi, nên xuống biết, thì mình nên viễn ly, nên tránh họ. Đó, cái cách đó, cái chữ viễn ly này tôi tâm đắc lắm. Cho nên là khi những cái người bạn mà không đem lại sự an lành cho mình đó, khi mà mình nghe mà cái hơi, cái đường lối, cái nhận thức đó mà nó không phù hợp, mà nó có thể gây nguyên nhân đau khổ mà, mình kính như diễn chi ngay, gọi là viễn ly ngay, để mình đóng bích cái cửa đau thương qua cái nghe, qua cái thấy. Cho nên cái chữ mà bát quan trai giới mà các vị thường đi thọ đó là đóng bích tám cái cửa ải đau thương đó.
Thành ra là mình tu tập hàng ngày nè, ưu bà đắc này nè, mình phải viễn ly, mình phải biết viễn ly để mình đóng bích những cái cửa ngõ đau thương đó đi. Cửa ngõ đau thương này nó tiếp thu qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Nó qua đó mà mình có chánh niệm là mình biết rằng người bạn đó là bạn lành hay bạn không lành, là viễn ly ngay. Đấy. Thành ra cái chữ rất là hay. Phải cương quyết mà viễn ly. Đức Phật xưa kia cũng vậy thôi à. Chứ Đức Phật đâu có dạy hết tất cả mọi người xứ Ấn Độ đâu. Chứ đừng có nói chi là các cái giống da, các cái giống người trên thế giới. Ngay xứ Ấn Độ còn dạy chẳng được bao nhiêu. Chứ thì là những kẻ họ thù hằn với Đức Phật, họ oán ghét Đức Phật, họ hãm hại thầy trò của Đức Phật, vẫn nhăn nhãn sờ sờ trong lúc đó đó chứ. Nhưng mà Phật thì dạy cái đạo nhẫn nhục, từ bi nhẫn nhục, không thù, không hận, không ghét. Nhưng mà phải viễn ly đó chứ. Chứ nếu không viễn ly mà để cái lòng mà gọi là thân bằng quyến thuộc, rồi vì họ mà đau khổ, vì họ mà giải quyết cái vấn đề rắc rối cả cuộc đời Đức Phật, thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn được. Cho nên thành Phật được, thành Như Lai Thế Tôn được là do có cái chất viễn ly mạnh ở trong con người, thương tất cả mà giống như không hề thương một người nào hết. Giống như không hề thương một người nào hết mà thương tất cả. Đó là cái cách viễn ly là vậy đó. Thành ra là viễn ly điên đảo mộng tưởng mà cứu cánh nếp. Do viễn ly cái điên đảo là sự vật ở trong mộng không có mà mình tưởng có. Bây giờ mình đừng tưởng như vậy nữa, tức là viễn ly mộng. Mình tỉnh thức rằng mình biết rằng vật trong mộng là không có. Cho nên cái thương, cái ghét, cái mừng, cái giận đều là không có. Không quan tâm gì tới những cái thương ghét mừng giận trong mộng. Đó là mình viễn ly được mộng. Cuộc đời này vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh, thấy rõ cái bản chất đó rồi, mình viễn ly được cái chấp mắc ngã thường tịnh. Thế thì là mình không còn điên đảo nữa, là mình có cái niết bàn. Đó, cái từ nó hay vậy đó. Viễn ly tầng cấu. Chứ tầng cấu á, chứ cấu này là không phải đồ dơ, mà là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, là phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vân vân. Đối với đạo Phật cấu là cái đó, mà cái cấu nó biến dạng ra quá nhiều, nó quá nhiều hình dạng, cho nên gọi là trần. Nó nhiều như bụi vậy đó, đi đâu cũng đụng, đi đâu cũng gặp. Giống như mà con đường mình lên Tân Quyên tu vậy đó, đi chỗ nào cũng bị bụi. Xe tải nó chạy, nó chở đất đổ, thành ra bụi dữ lắm. Thành ra là mình ở trong cái cõi đời này nè, mình bị những cái phiền não đó, nó nhiều lắm, đi đâu cũng đụng nó hết. Thì gọi là cấu, thì gọi là trần. Nay các bà cùng sấm sanh đem cúng Phật và chúng tăng, đến cho Phật đồng kính lễ dưới chân Phật. Tất bạch cúng dường chưa phải thời, Như Lai không hứa nhận. Tất cả buồn bã chấp tay cung kính, nhiễu Phật trăm ngàn vòng, rồi lui ngồi một phía. Đấy. Có người ta lành trí, ta nói ủa trời ơi, đông như vậy đó mà đi nhiễu Phật. Đi nhiễu tức là giống như mình đi cái nào á, đi qua đường rồi đi cái nành, mà đi đông người như vậy mà đi nhiễu Phật trăm ngàn vòng, thì đường ở đâu mà đi? Mà trăm ngàn vòng đâu phải là đi mà thành tựu được cái trăm ngàn vòng vậy. Thế thì cái này mình cũng phải tư duy thôi. Người ta nói như vậy mà nó không phải vậy. Nó giống như là những cái ông quan trong triều đình vua cái khởi kiến quan thượng chúc
thánh thượng tuế tăng vạn tuế, vạn vạn tuế, vạn tuế. Có nghĩa là nó lại có cái mà nó tôi lại nghĩa là muôn tuổi, muôn tôi chúc muôn tuổi và muôn muôn tuổi tâm lòng của tôi chúc. Nhiều vậy đó. Chứ kỳ thật là lại có đó sao lại nổi. Mà tuổi mà nhiều đó thì làm gì mà sống được. Đây cái lòng thành kính nghĩa là coi như là cung kính diệu Phật. Cái đoàn thứ sáu là dòng Ly Sa, thành Tỳ Giá Ly và quyến thuộc, các quyến thuộc lân cận, quần thần và quyến thuộc thành viên các đoàn này đông không thể kể xiết. Họ là những người hộ trì chánh pháp Đại Thừa và kính mộ Đại Thừa. Đứng đầu trong nhóm Ly Sa Tử là Tịnh Vô Cấu Ly Sa Tử, Tịnh Bất Phân Vật Ly Sa Tử. Cái tên này cũng có ý nghĩa. Thường thường là trong kinh Phật là ta dùng những cái tên đó là nó chuyên chở cái đức độ, cái tánh hạnh của cái người đó. Ví dụ đây là Tịnh Vô Cấu Ly Sa Tử, Tịnh Bất Phốc Vật Ly Sa Tử. Tức là những cái người này họ là người Đại Thừa mà. Như tôi nói nãy đó, cái người đại chúng tánh Đại Thừa là cái thừa gấp. Họ rất là tôn trọng cái thừa. Họ phát cái tâm Đại Thừa. Họ làm tất cả những việc lợi mình lợi người mà tiến mạnh đi trên con đường Bồ Đề Vô Thượng. Mà người ta nhẹ về vấn đề giới. Cho nên là tuy là cái hàng Ly Sa Tử là coi như cư sĩ tại gia vậy, mà có thể là bên ngoài là hình tướng phàm phu thanh văn, mà bên trong là cái chất liệu của Đại Thừa, là Bồ Tát hạnh đấy. Nên là những cái người này á là họ có cái tên chẳng hạn là Tịnh Bất Phóng Vật. Bất phóng vật là không có buông lung ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, hoàn toàn là ta đi trong trong thánh thiện, trong tỉnh thức, người ta không có bê tha trong trụy lạc. Tịnh Vô Cấu, thanh tịnh và không có phiền não, không có khổ đau. Cái tên nó biểu lộ ra cái đức độ của cái tập đoàn đó. Các quốc vương và nhóm người dòng Ly Sa vì muốn cúng dường cho dịp lễ tòa tỳ nhục thân của Đức Phật, họ sắm sửa nhiều thứ gỗ thơm, dầu thơm, hoa đẹp, tràn phan lộng báo, lụa là vải dốc, trang hoàng nhiều thớt, xe voi, xe tứ mã lộng lẫy cực kỳ. Họ chở trên xe các thức ăn nước uống tinh khiết thượng vị đem đến chỗ Phật và tăng chúng. Chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận, mọi người buồn bã lui ngồi một phía nhờ sức thần Phật. Bỗng nhiên mọi người bay lên cao cách đất 7 cây ta la, ai nấy im lặng mà trụ giữa hư không. Chở trên xe các thức ăn uống đem đến chỗ Phật và tăng chúng cúng. Ở đây thì có cái từ nãy giờ nó 3-4 cái mà còn nữa nha. Cái chữ chưa phải thời nó rất là có ý nghĩa sâu đó, chứ không phải là thường đâu. Bao nhiêu đoàn đem đồ ngon vật quý vậy mà cúng Phật chưa phải thời Phật không nhận. Cho nên là đọc cái kinh Đại Bát Niết Bàn mà các vị mà không có học á, mà không có cái người mà trải qua tư duy mà thiền định để phát hiện á, thì học không có nhầm gì hết. Nghe qua không có nhầm gì hết. Tại sao ta cúng như vậy, ta tâm lòng thành kính như vậy mà chưa phải thời? Vậy cho thời là chừng nào mới phải thời? Ở trong đây nó có cái mật ý. Chưa phải thời là tại vì mấy người này nè chưa hiểu Phật. Đến với Phật tưởng đâu là đem đồ cúng dường vậy để cho Phật thọ dụng cái lần chót rồi, để đền ơn Phật, để gọi là trả hiếu Phật, gọi là tấm lòng thành kính đối với Phật, vì đây Phật sắp chết. Chỗ đó là chưa phải thời, là chỗ đó. Như Lai thì không có bao giờ chết.
mà các vị là trong lòng của các vị là tưởng rằng Như Lai chết, cho nên tới đây vừa buồn vừa thương vừa khóc lóc mà vừa trân trọng để cúng dường Như Lai, đó là chưa phải thời. Như Lai không có chết đâu, cái chữ chưa phải thời nó có ý sâu sắc vậy đó. Đọc toàn bộ cái Niết Bàn rất nhiều đoàn nữa cơ, cũng đều Như Lai nó chưa phải thời. Người nào chừng nào mà hiểu được ta la thọ gian bất tần diệt, chừng đó gọi là mới là phải thời đó. Tỳ gia thành lý bất tàn sanh, người đó hiểu được pháp thân của Phật, lúc bây giờ mới gọi là phải thời. Như Lai mới bắt đầu dạy dỗ được. Chứ còn những vị mà tưởng rằng Như Lai chết, Như Lai niết bàn có nghĩa là giống Như Lai, Như Lai chết, sầu muộn đau thương ưu bi khổ não, cúng dường một lần cuối cùng để gọi là đền ơn đáp nghĩa, để biểu lộ tấm lòng thành vân vân, đều là chưa phải thời. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc. Rồi mọi người buồn bã luôn ngồi một phía, nhờ sức Phật Phật bỗng nhiên mọi người bay lên cao cách đất 7 cây ta la. Thế là bao nhiêu là hàng xa người vậy đó, rồi bay lên trên cao à? Đó, cái này là mình cũng phải học nữa thôi. Mà học kinh Pháp Hoa rồi thì mình học cái này là không có khó. Đại chúng mà trong cái phẩm mà hiện Bảo Tháp đó mà muốn ra mắt được Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca đang ngồi trên cái tháp mà nó trụ trên hư không á, thì đại chúng phải niệm Nam Mô Đa Bảo Như Lai, rồi nhờ sức thần Phật là toàn thể đại chúng vậy là dưới đất tự nhiên là bay bổng trụ lên hư không. À, cái chữ hư không là vậy đó. Trụ trên hư không đây có nghĩa là ứng vô sở trụ. Cái tâm bắt đầu nó có cái niệm thanh tịnh, cái chánh niệm nó nổi lên, cái chánh niệm nó sanh ra, cái niệm thanh tịnh nó hiện đến ra trong lòng mọi người. Do vậy mà các người không còn vướng mắc trần cấu những cái thị phi nhân ngã giảng lai thù tạc thương ghét tốt xấu hơn thua của cõi đời nữa. Đó là ứng vô sở trụ với sanh kỳ tâm, đó là trụ trên hư không rồi đó. Muốn thấy được Phật Đa Bảo là bổn giác, muốn thấy ra mắt được Phật Thích Ca là thị giác, là cần phải trụ trên hư không. Có nghĩa là phải buông bỏ hết những cái gì của trần cấu, của phiền não vô minh, của vật dục ở trần gian, thậm chí là dời trời người đi chỗ khác nữa cơ. Vì cái ý niệm của trời người không thấy được Phật đâu. Chỗ nào mà còn ý niệm trời người mà không dời trời người đi á, thì Phật không có đến được đâu. Là cái ý của ta dạy cái pháp, phương pháp tu hành là vậy đó. Cho nên nhờ sức thần Phật có nghĩa là nhờ cái sức giác ngộ, tỉnh thức của mọi người mà làm cho họ tự như là tự bay lên hư không. Mà kỳ thật không cần phải bay, mình có khi bay lên hư không cao lắm mà không coi như không có bay đâu á. Mình đi máy bay nó bay lên 10 mấy cây số ra, mà kỳ thật không có cao gì hết, vẫn đau khổ, vẫn nhớ đây bay ra Hà Nội gì, nhớ đi riết ra ngoài đang thăm bạn bè chồng vợ con cái gì đó. Cho nên là cái xác ở trên cao và cái hồn ở dưới đất đó, ở hồ Hoàn Kiếm, ở Cầu Giấy, ở công viên Lenin gì đó, nhớ cái việc quá khứ mình đã từng hẹn nhau mà. Thành ra là xác ở trên cao và hồn dưới đất. Rồi mấy cái ông mà đi phi thiền không gian rồi đó vậy, lên đỉnh nghe là cao 300-400 cây số vậy, nhưng mà xác thì ở hư không cả năm đã mà cũng hồn ở dưới đất không. Thành ra cái người học đạo là mình thì xác ở dưới đất, nhưng mà lại là trụ đi hư không cao 7 cây ta la. Cái đó là kinh Kim Cang gọi là ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, trụ cái chỗ vô sở trụ, không có trụ đâu hết, tức là mình trụ trong hư không rồi đó.
Đoàn thứ bảy là đại thần và trưởng giả. Thành phần đại thần trưởng giả đông không thể kể xiết. Đây là những người ham mộ đại thừa, tu học chánh pháp đại thừa. Họ dẹp bỏ những tà giáo dị học, đứng đầu là Nhật Quang trưởng giả, Hộ Pháp trưởng giả, vân vân. Họ sắm sửa vô số lễ vật trân ưu thượng, trân tu thượng hạng, thượng vị để dân cúng Phật và chúng ta đến cho Phật tác bạch cúng dường. Chưa phải thời cũng như vậy, cũng chưa phải thời, những người này cũng chưa hiểu được Phật. Đức Phật không hứa nhận, mọi người đều buồn bã do nhờ sức thành Phật. Họ bay lên cao cách đất 7 cây ta la, tất cả đều lặng lặng mà trụ giữa hư không. Tức là ngồi đó mà kỳ thật là hồn ưng vô sở trụ, như sinh kỳ tâm. Cái tâm mà vô sở trụ tức là bay lên hư không rồi. Đây để là còn ý niệm buồn bã là gọi là chưa phải thời. Cúng dường Phật mà nghe là đem tới cúng Phật mà nghe là có ý niệm buồn bã, có ý niệm là đền ơn đáp nghĩa, trả hiếu trả lễ, tỏ lòng cung kính gì đó mà trước khi Phật nhập niết bàn là coi như chưa phải thời. Nhân đây là tôi nhắc lại chúng cái này. Nhưng mà tôi biết rằng việc này khó nói lắm. Các vị thấy hiện giờ từ Nam chí Bắc ha, đất nước mình đang lâm cái cơn thiên tai hoạn nạn về hồng thủy. Mà đây là Đức Phật của mình đó nè, sắp chết rồi, người ta đem ra cúng dường để kể cả cái đồ để làm lễ tà tỳ Phật đó mà. Cái chữ tà tỳ tức là quả tán. Thế thì Đức Phật của mình là đã giác ngộ chân lý rồi đó, mà Đức Phật quả tán, một cách chôn trong 4 cách chôn, quả tán, thổ tán, thủy tán, phong tán. Các tỉnh miền Tây mình bây giờ kêu bằng gì đó? Gác chéo, đóng cọc gì đó, chỗ đâu mà chôn. Rồi phải là gác chéo vậy đó, mà để cái hòm ở ngoài đồng nước mênh mông vậy là lấy chiếu rồi đắp lại coi, thấy rất là dễ sợ. Thấy rất dễ sợ. Nhưng mà bây giờ thì cỡ tôi giờ thì không hề có sợ. Nhưng mà nếu mà hồi tôi 11 tuổi, 10 tuổi mà tôi thấy cái đó là cái vĩnh viễn cái cánh đồng ở chỗ đó, ngày sau này cách 3 cây số tôi không dám vòng á. Thấy sợ quá đi. Tôi nhớ tội nghiệp bay đứa nít trên đó mà nó thấy cái đó rồi nó có ấn tượng đó, rồi sau này nó sợ cả cánh đồng, nó đi học ngang nó chạy không á. Thấy sợ lắm. Nhưng mà bây giờ thì phải làm vậy thôi chứ làm sao. Ước gì mà toàn dân mình mà có ý thức mà chấp nhận theo cái đường lối nhà nước đang khuyến khích đó ha, là cứ xây lò mà quả tác cho nó hay biết là bao nhiêu. Bây giờ bao nhiêu cái nghĩa địa đều là ngập lụt 4 năm thức nước, thì làm sao mà chôn? Mà chôn để được cái gì? Sợ lửa nóng rồi chôn mà nước lục như vậy đó lại vừa ý lắm ha, khỏe lắm sao? Đã chết một lần ở trên trong nhà rồi, trên cạn rồi, giờ chết một lần ở dưới nước vậy à. Vậy mà tôi hiểu sao nghe đồng bào của ta, dân tộc Việt Nam của mình chưa mạnh dạn ý thức về vấn đề đó. Rồi tôi đi Cà Mau, tôi nói như là tôi đi mùa nắng đó, mà cái vùng đất Cà Mau từ Bạc Liêu mà xuống Cà Mau đó, mồ mả chôn đó dứt khoát là cái mùa này là sạch trơn, không còn cái nào ló lên đâu. Mà đất thì là không có đất cao, toàn là đất ruộng, mà có được bao nhiêu chút nào đất cao là để chôn hết người chết như vậy. Uổng đất biết chừng nào, mà cũng không khỏi ngập lụt. Cho nên tôi thấy vậy mà trong lòng tôi tư duy, tôi tiếc rằng là chưa có những cái người tuyên truyền mạnh để cho đồng bào mình có ý thức làm quả tán. Nó đẹp vô cùng mà nó sạch vô cùng mà nó tiện lợi vô cùng, tại sao mình sợ là sợ cái gì? Còn để mà cấm treo vậy đó, mấy cái vậy đó, còn có cái mộ thì là đem như là đào bên đường vậy đó. Cái đường đó bây giờ ta kiếm chỗ ta ở không ra, còn được cái chỗ khô vậy đó mình đem mình chôn cái mã đó rồi thì
Những người mà ta muốn lại gần đó để ta nương náu thời gian 5-10 ngày đó, cũng không dám lại gần chỗ đó nữa. Nó ô nhiễm rồi, sợ rồi. Thành ra là mình làm sao mình học, mình phải tập nhận thức được cái chân lý vô ngã. Và thất đại nó trả về cho thất đại, đừng nghĩ ngợi cái gì khác. Mình giải quyết vấn đề sinh già bệnh chết không có gì khó khăn hết. Thành Đức Phật của mình là bốn sứ mình ta đi nè, đâu có mất hồn mất vía gì đâu. Đoàn thứ 8 là thiên nữ, thành viên của thiên nữ số đông cũng không sao kể xiết. Đứng đầu là Tứ Thiên Vương Thiên, thiên nữ vô số Long Vương, đứng đầu là Bạc Nang Đà Long Vương. Vô số Dạ Xoa Vương, vô số Càn Thác Bà Vương, vô số Khẩn Na La Vương, mỗi mỗi đoàn đều có thượng thủ lãnh đạo. Họ sắm sửa lễ vật nhiều vô số, đem nhau đến chỗ Phật cung kính tác bạch cúng dường. Chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận, tất cả buồn bã chắp tay cung kính lui ngồi qua một phía. Cái đoàn này ta gọi là cái đoàn của Thiên Long Bát Bộ. Mà Thiên Long Bát Bộ là thật sự ra đó, ở trong tâm ta có đủ hết, chứ đừng có đòi hỏi ngoài hiểu người đó ra làm sao. Thí dụ trong này là có cái đoàn gọi là Long Thần, rồi Càn Thác Bà Thần, rồi Dạ Xoa Thần, rồi Ca Lầu La Thần, Khẩn Na La Thần. Trong đó có những thần đánh nhạc, có những thần ca múa. Thần Atula thì ham đấu tranh, thì có Đại Mãn Xà Thần. Thì đại để là những cái tâm đó, những cái tâm đó, cái tính chất độc hại đó, tính chất phàm phu đau khổ đó, nó có ở trong tâm ta hết. Mà gọi chung trong danh từ Phật ta gọi đó là Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long, Thiên Long, Dạ Xoa, Cả Thác Bà, Atula, Cả Lầu La, Khẩn Na La, Màu La Già, Nhân và Phi Nhân. Mà sự thật là tám cái đó ở trong ta hết. Hiểu như vậy là đơn giản, mình đừng có thắc mắc những cái ông thần đó, đừng có tìm kiếm những ông thần đó. Đoàn chính thiên tử và thiên vương, thiên tử và thiên vương số thành viên đông không thể kể xiết. Đứng đầu là Tứ Thiên Vương, tháp tùng đoàn thiên tử. Thiên vương còn có vô số Long Vương, vô số Càn Thác Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lầu La Vương, với hàng thượng thủ của các đoàn, tất cả có cùng một nguyện vọng, dân cúng Phật một bữa ăn trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Họ sắp sửa toàn những thức ăn thức uống tối hảo thượng vị, đem đến rừng Ta La Sâm Thọ cung kính nhiều Phật trăm ngàn vòng, rồi tác bạch cúng dường lên Phật và toàn thể chúng tăng. Chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận, mọi người không tội nguyện buồn bã rồi ngồi qua một bên. Cùng một ý niệm giống nhau là hy vọng rằng là đem cúng dường cho Phật một bữa ăn để trước khi Ngài chết, Ngài nhập Niết Bàn. Mà Phật thì không chấp nhận cái tư tưởng như thế. Như Lai là Tỳ Gia Thành Lý Bất Tận Sanh, Ta La Thọ Gia Bất Tận Diệt. Các ông phải hiểu được pháp thân Như Lai thì Như Lai mới nói chuyện với các ông trong giờ phút này. Còn các ông chưa hiểu được pháp thân Như Lai, các ông nhìn vào cái thân này, cái ứng quá thân này, mà các ông cho rằng các ông đem đi cúng dường để đền ơn, để đáp nghĩa, để trả hiếu, để cung kính gì đó, Như Lai cho rằng chưa phải thời. Mà học kinh này, cúng dường lúc này phải là cúng dường pháp thân Như Lai. Cho nên là sau này là chỉ nhận của con Thuận Đà. Thuận Đà là một hình thức cư sĩ mà hiểu được Như Lai, hiểu được cái pháp thân Như Lai, cho nên là Như Lai mới nhận con Thuận Đà. Đoàn 10 Vô Biên Thân Bồ Tát, từ thế giới Ý Lạc Mỹ Âm ở phương Đông. Bồ Tát Vô Biên Thân, không cần phải đòi hỏi ông Bồ Tát này là cái thân ông bao lớn, mà cái thân vô biên.
ở trong cái thế giới ý lạc mỹ âm. Ý lạc cái thế là trong tâm ý của chúng ta, trong tâm ý của chúng ta mà lạc mà đẹp đẽ mỹ âm á, là cái tiếng lòng màu nhiệm của ta mà nó an vui, nó tự tại, nó giải thoát, mà nó an lạc, mà nó đẹp đẽ, thì cái tâm của ta là có Bồ Tát sẵn sàng túc trực ở trong đó, gọi là vô biên thân. Cái thân đó không phải không tìm ra ở trong một cái nhỏ xíu nào mà có, mà cũng không tìm ra trong cái minh mông nào mà có cái đó, mà cái Bồ Tát đó là nó phát xuất từ cái ý lạc là mỹ âm, âm thanh màu nhiệm đẹp đẽ đó, với một cái ý thức của một con người, cái tâm ý của con người mà hoàn toàn là thanh thản, hoàn toàn là trong sáng, là thanh tịnh. Đó là cảnh giới ý lạc mỹ âm của Bồ Tát vô biên thân ngữ đó. Ở phương Đông, ở đây là nên để ý nữa nè. Thường thường mình học kinh hồi mà Đức Phật nói kinh A Di Đà đó, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh nhất cực lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Từ đây qua phương Tây, cách 10 muôn ức cõi nước Phật, có một thế giới tên là cực lạc, hiện giờ có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp tại đó. Thế thì là cái cõi Ta Bà mà theo cái lời Phật nói đó, thì cõi Ta Bà nó thành ra Đông Phương, mà cái cõi cực lạc á nó ở Tây Phương đó. Còn ở đây á thì cái thế giới ý lạc mỹ âm này ở phương Đông, vậy thì cái thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca này mà Phật đang nhập nước bạn đây là nó thuộc về phương Tây rồi. Đó là cái chỗ mà cái người học Phật phải tư duy cái đó, để thấy được cái giáo lý của đạo Phật nó tuyệt vời là ở chỗ đó. Cho nên cái lúc mà tôi giảng kinh Di Đà, tôi cũng đã từng nói nhắc nhở đại chúng cái từ Tây Phương cực lạc đó, nó không có nghĩa là cái phía mặt trời lặn gì hết đó. Mà nói rằng là cái thế giới đó rất là xa xăm. Nếu mà người mà không có cái tâm mà thanh tịnh á, thì cái thế giới đó tìm ở đâu cũng có đó. Đi hung hút về phía mặt trời mà gọi là phía mặt trời lặn á, cũng không bao giờ có cái chỗ nào là mặt trời lặn, và cũng không bao giờ là có cảnh giới cực lạc ở đâu hết. Cho nên là Phật nói như vậy có nghĩa là tìm cảnh giới cực lạc rất là xa, xa vô cùng vô cực, không có dùng ngôn từ nào nói hết. Chứ kỳ thật là không có ở, không phải ở cái phía Tây như người thường chúng ta quan niệm là ở phía mặt trời lặn. Vì thế giới trùng trùng duyên khởi này không có cái phía gọi là mặt trời lặn, cũng có cái phía gọi là phía Tây đâu. Nhưng bây giờ ở đây cũng vậy thôi nè. Thế là bây giờ này mình học ở đây mình thấy rằng là cái cõi Ta Bà bây giờ thì ở đây lại xác định cái kiểu này, thì là cõi Ta Bà nó thành ra phía Tây rồi. Mà phía Đông là cái thế giới ý lạc mỹ âm. Đó, do vậy cho nên ta phối kiểm lại, ta thấy cái lời dạy của Phật gọi là phổ vị thế giới tất đàng, hay ông nói như vậy chứ mà cái chân lý nó ở bên trong là ta phải tìm hiểu một cái gì, cái sâu sắc khác, chứ không phải là dựa theo cái văn tự. Nên thành ra Ta Bà vậy nó thành ra phía Tây, mà phía Đông lại là có thế giới ý lạc mỹ âm. Cho nên là cái chân lý mà trùng trùng duyên khởi đó, thế giới là hằng hà sa số bất khả tư nghi, mà khoa học ngày nay người ta cho rằng là tất cả đều là tương quan tương duyên, nghĩa là nó quay và nó hút với nhau mà nó nương nhau mà nó tồn tại mà. Bây giờ khoa học ta tìm, ta hiểu, ta nhận thức ra được một số thế giới đã vậy, trong khi đó là Đức Phật của chúng ta, bổn sư chúng ta đã nói cách đây mấy ngàn năm. Mà bây giờ không cần nghe tin tức để cập nhật quá tin tức của thời đại, mà trong giáo lý đạo Phật đã tự có rồi. Chỗ đó là cái chỗ
độc đáo của đạo Phật. Do vậy cho nên là tôi cái lúc mà nói về kinh Di Đà đó, tôi nói với đại chúng đừng bao giờ mơ tưởng ảo quyền, tưởng tượng rằng cái nước Cực Lạc phải ở phía mặt trời lặn, mà quốc danh Cực Lạc tịch quan chân cảnh cá trung huyền, nó ở trong núi sông đất liền trời trăng mây nước. Ở cái chỗ nào mà cái tâm hồn của cái người hành giả mà có thanh tịnh, có vắng lặng vô minh phiền não, viễn ly được trần cấu, thì người đó ở đâu là nước Cực Lạc ở đó. Chứ đừng có khởi cái ý niệm mà hướng về cái phía mặt trời lặn là lầm to rồi đó. Người để ý cái đó là mình học, học sâu là học cái đó. Đây là cái đoàn đại biểu Phật giáo quốc tế hải ngoại. Cái từ này là cái từ của tôi dùng cái kiểu hiện đại chơi mà, tức là không phải ở trong cái vòng của cõi ta bà nữa, mà nó cách hằng hà xa số cái thế giới Ý Lạc Mỹ Âm. Như thế thì tôi về Phật giáo hải ngoại là chứ gì đó, quốc tế rồi. Các Bồ Tát này phải di chuyển một lộ trình xa xôi cách đây vô lượng vô số A Tăng Kỳ hằng hà xa vi tần thế giới, đại khái là tỷ tỷ năm ánh sáng, cũng chưa sánh được với cái đường xa của con số nói trên. Đó là thế giới của Đức Hư Không Tạng Như Lai. Thế thì thế giới này là không cần phải nói ông Phật đó là mặt mày như thế nào, mà là không hư không tạng như lai. Đây là một cái thể hư không thanh tịnh trùm chứa cả mười phương, không có ngần mé để mà chấm dứt, cũng không có thời gian mà để tính đếm cái khoảng hư không này nó tồn tại là bao lâu, cũng không có ngần mé tới cỡ nào là cái ranh giới của cái thế giới này. Mà thế giới này là thế giới của hư không tạng, tức là cái thế giới của hư không. Như Lai, Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như, nó không có biên giới về mặt không gian, nó không có ý niệm cái mốc để mình đánh giá về thời gian. Đó là thế giới của hư không tạng Như Lai. Nói một cách khác tức là cái vũ trụ mà nó vô cùng vô cực vô biên thế, gọi là cái nước của hư không tạng Như Lai. Cái nước đó nó sản sinh ra các Bồ Tát, và trong đó có Bồ Tát là Ý Lạc, cái cõi nước gọi là Ý Lạc Mỹ Âm, có thế giới gọi là vô biên thân. Bồ Tát vô biên thân ở trong một cái nước của hư không tạng Như Lai. Thế là cái từ này là để mà ám tỉ cho cái chân như thanh tịnh của cái quốc độ trong mười phương đó, mà là không có biên tế, không có ngần mé về mặt không gian, không có cái đầu mối và cái cuối cùng về mặt thời gian. Mà cái vũ trụ bao la vô tận đó, cái tính chất của nó là hoàn toàn là thanh tịnh, không có chút nào gọi là tội lỗi, là nguyên nhân đa khổ nào. Do đó cho nên gọi là hư không tạng Như Lai. Đó là pháp thân thật là cái đó. Pháp thân Phật là cái mà nó trùm chứa tất cả vạn pháp, mà từ nó không hề có phiền não, có nhiễm ô, có tội lỗi, có xấu xa, có đau khổ gì hết. Thế thì ta nắm cái ý đó để ta tư duy từ từ rồi từ từ mình đi vào, mình học gọi là học pháp thân Phật. Đó là thế giới của Đức Hư Không Đẳng Như Lai. Hư Không Đẳng Như Lai biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn, bèn sai đệ tử thượng túc của mình đến Ta Bà thế giới phương Tây cúng dường lễ bái Phật Thích Ca. Vô biên thân Bồ Tát cũng như đoàn Bồ Tát tùy tùng con có điều chi chưa thỏa mãn, nên trên đường tu học Bồ Tát đạo thì nhân cơ hội này thưa hỏi Đức Phật Thích Ca sẽ giải nghi cho các Bồ Tát.
lãnh ý chỉ ra đi. Đó. Thế thì là hư không đẳng Như Lai dạy Bồ Tát mình rằng các ông tới cõi Ta Bà đó mà thăm viếng và cúng dường mà học hỏi. Đó là cái ý tứ rằng là chư Phật trong mười phương đều giống nhau. Một là tất cả là một. Cái chân lý mà chư Phật đã dạy là chân lý, mà đã là chân lý thì tất cả Phật đều nói ra chân lý giống nhau. Cho nên là không học với ta, bây giờ cần đã từng học với ta và bây giờ cần đi thăm một ông Phật khác thì cũng nên thưa hỏi để mà nhờ Phật chỉ dạy cho mà tu hành để ứng dụng trong cái đời sống trên con đường tiến tới Bồ Đề vô thượng của các ông đấy. Hết giờ hả? Nhắc lại là có Phật tử nào còn bỏ quên cái nón, cái bao tay, cái kính cái tuần rồi nên đến đây nhận. Xin nên nhắc lại là các vị muốn học Phật phải để ý và tư duy, rồi các vị sẽ học về pháp thân Phật. Bữa nay là cái bài này gọi là bài tựa và coi như là mở đề.